lâu làm mày cái sắt sáo cho anh em. Muốn đứt luôn à, muốn đứt lìa luôn à, bẻ nhẹ cái nó rớt luôn à. Đó, em xem nữa ha. Đó, ok gắn đây thử coi, thử cái anh em ha. Này làm cho tôi lợi cho anh em ở Cù Lao nhanh ha, cũng nhanh nữa mà em nữa, đọc chứ đọc lấy tên nhanh mà lấy tên vợ mới ghê chứ, kêu kêu nhanh nhanh hoài, nó nói làm gì mà kêu tên vợ tôi hoài vậy, không nổi. Thử trước cây ha anh em ha, còn cây đó để lại. Cái này chưa đâu, ngồi cái này tôi nhớt anh em ha. Đây, đây cái này búa cặp nè anh em. Anh em thấy không? Ta cặp ta hàng, ta lấy một miếng thép ta cụm vô đây ta hàng nè. Chớn nó còn ha. Mấy đây nãy mình đi nó liếp rồi. Mà chớn này còn nè, anh em thấy không? Đó. Đó. Búa này búa lông xiên. Này búa này thằng Hòa Hảo, búa này của Hòa Hảo nhưng mà chặt ngang đây cặp cái này rồi, thợ khác làm rồi đó. Cái này lâu làm cho mới mới nè ha, lâu làm mới mới chơi làm mấy cái sắc sáo chơi ha. Lâu làm mày cái sắc sáo cho anh em. Muốn đứt luôn à, muốn đứt lìa luôn à, bẻ nhẹ cái nó rớt luôn à. Đó. Sao đây không có hù vậy đó, anh em thấy không? Rồi này cũng tương đối rồi ha, để mình kiểm tra lại cái này mình mài luôn. Bây giờ mình tháo rồi nè, mình gạn đường cho anh em mình dễ thấy nè. Đó, vậy là thằng này thấy vậy anh em mình thấy trui nó lên bạc luôn mà nó vẫn mềm anh em ha. Đó, này nó dúng nè ha, nó dúng nó quéo nè. Đó, gà cho anh em dễ thấy ha. Bây giờ mình đi trui lại cái anh em nữa ha. Đó, để thấy vậy không phải dễ ăn đâu, chắc ăn đâu ba. Chuyến này mình chơi một cái nữa anh em ha, chơi một cái nữa được không được là già non là biết rồi ha. Đó, này chơi quất cái hết lửa luôn á.
cần lấy lửa lấy củi gì hết đâu. Chưa không cần lấy củi lấy lửa gì đó. Đền bạc thì gớm. Mình làm thì mình làm, anh em mình nói chung những anh em nào dọc phá đừng thấy mình trui vậy bắt trước trui nổ nha anh em, nổ chết luôn á. Cái gì mình lấy nó mất từ từ nha. Cái này không kêu anh em mình làm giống mình à. Thì làm chủ yếu là cho chị em trai nó là nay anh Cường trui rồi cái búa của mình thôi chứ không phải ấy à. Để mình gắn vô lại một cái nữa anh em ha. Để mình gắn vô một cái nữa mình chặt thử anh em xem. Rồi mình gắn lại rồi anh em ha. Rồi bây giờ mình phập thử lại một cái nữa coi. Nếu mà nói díu nữa thì thua luôn à. Nè. Phập chỗ này đi. Nè. Cái vậy mà nó cũng còn hơi dúng nè anh em ha. Bây giờ đành chịu thôi chứ giờ mình quất hết lóc anh em thấy mình trui lên bạc như vậy rồi thôi chứ giờ bây giờ làm sao nữa giờ. Đó. Lên bạc như vậy rồi còn gì nữa, cái mép này mình nãy mình trui sợ nổ gần chết nhưng mà nó lên bạc vậy thôi chứ biết làm gì hơn. Cái búa này bởi vì xài tới chết cũng không biết mẻ là gì anh em ha. Bởi vì cái thép này hồi đó thợ cặp không biết thép gì. Đó. Đó. Nó mẻ nó không mẻ mà nó hơi dúng nhẹ đây nè. Mà không biết có trúng ngay cho cái dấu cũ hồi nãy không à. Rồi để mình thử lại qua cái chỗ khác anh em ha. Thử xích trong này đi. Đó. Đó. Chỗ này thì nó không bị nè. Ha. Dấu neo này nó không bị nè. Rồi vậy là ngày phải trui hết lóc nó rồi. Ý là cái mép này cũng tương đối là nói chung hơi dày á anh em ha. Tương đối nó hơi dày bởi vì cái búa này xài tới chết không mẻ. Ha. Hắn chồng của bé Nhanh. Để kêu Nhanh Nhanh hoài. Anh Cường làm kêu tên vợ tôi hoài, không biết nội. Nó chặt vô là nói chung nó hơn nửa cái sắt rồi anh em ha. Nó. Mà nói vậy là nói chung nó cũng ấy rồi. Rồi. Tạm thời được cây rồi. Ha. Chỉ mài nữa là thôi. Đó, thì anh cũng có nói rõ cho em coi có thấy đó là mình trui hết lóc luôn thì nó vậy đó. Đó, nó được vậy đó ha. Rồi, tiến hành trui cây thứ hai. Rồi cây thứ hai này mình trui nhất sâu anh em ha. Tại cây này mình biết cái nết của nó. Đây, cây này của mình nè. Rồi, nhắc xuống được rồi, quá sôi à. Nó văng con giọt nước vô mà nó kêu vậy anh em. Rồi vậy là lụm thôi. Cứ dục vô đây rồi chờ nguội vớt ra rồi lụm anh em ha. Vậy thôi, con ai nấy đẻ nấy nuôi nấy biết ha. Vậy thôi. Để đi. Rồi chắc để anh em ha. Càng nhét búng cho nó nhét. Xẹt xẹt luôn. Ăn mày đi luôn. Rồi mình vớt cái luôn. Rồi để mình chùi cái mình tà thử anh em ha. Đây mình chùi nó rồi anh em ha. Đó. Bây giờ mình mài sơ cho anh em thử coi. Come on.
nó nổ lì thì ghê đó. Mấy giọt nước mà nó nổ. Lấy anh em ha. Thử đây. Nếu mà nó không chịu anh em nữa, mài hoài nó không bén anh em ha. Chứ nó lo cuốn mép hoài mà thử chiếc như này anh em xem ha. Đó. Đó. Mình để vô mình thử anh em coi. Nè. Đó, anh em thấy nè. Mình mài mấy nhát chừng nhiêu nhát đâu ha, cạo gạch 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 là đứt lum đó. Mà nếu nó không chịu thì thôi vô phương ha, không có cách nào mà mài đã nó không chịu rồi thì thôi, không có cách nào mài bén nổi nè em ha. Đó. Đó em xem đó ha. Đó nha, mài đâu có nhiều nhát đâu đó, là mình thép mình chịu rồi. Bây giờ qua mình thử một cái anh em xem nữa ha. Rồi đây nó vẫn còn nguyên đi anh em ha. Đây, cái mép mình nãy đã mài rồi nè ha, anh em thấy nè ha, mài con chít rồi. Anh mài con chít anh em thấy đó ha. Rồi bây giờ mình qua đây mình thử vô cái sắt và thử coi nó làm sao ha. Đây khúc đằng này đi nha, giùm chặt ngay chỗ này đi, ngay cái khoảng này đi ha. Nó mày nó có hai dấu riêng này ha. Thử chỗ này đó. Bây giờ mình coi cái búa trước đi ha. Đó nè anh em, tức là nó không dúng giống như cây búa này hồi nãy ha. Cây búa đây nãy nó còn dúng nè đó. Mà so ra hai mép búa thì cái mép búa này đó, hai mép búa này thì cái mép này thì nó mỏng hơn cái mép này nhiều ha. Đó anh em xem nè, mép này nó mỏng hơn cái mép này nhiều ha. Đó trời ơi, cái gì mờ mờ vậy đó. Nhưng mà cái búa này vậy mà mình trui nãy trui nước anh em thấy không, mà chỗ này nó vẫn là nó dúng không nha, nó mềm hơn nè, nhưng chỗ này nó vẫn dúng ha nha. Đó, còn cây nãy mình trui nhất nóng đây nè mà mép nó mỏng luôn ha. Đó mình chặt ngay chỗ này là nó không bị dúng ha, mà nó không mẻ luôn nha. Đó nãy mình vừa cạo lông giò đó anh em thấy đó nha, cái đầu này rất là mỏng luôn nè. Nha. Mà mép này mỏng lắm chứ không phải là nó dày. Rồi bây giờ mình xem lại cây sắt của mình đó, cây sắt của mình đây, đây là mình bẻ một cái là nó gãy luôn đó. Đó anh em đó, vậy thôi để anh em hiểu rồi ha. Để mình tháo cái cán cho anh em xem luôn. Đây để mình so sánh là hai cái mép này, một mép nó dày như thế nào mà với mép nó mỏng như thế nào đó anh em xem à. Cái mép này, cái búa nãy của mình ha, đó nó mỏng như vậy nè, còn mép này nó dày nè. Đó cái chọt của mình ở đây là tức là nó mỏng vô sâu vô trong, còn hằng ngày không dám làm mỏng là lý do mình cũng nghi thấy nó mềm, làm nguội thấy nó mềm á. Đó bên đây nó vẫn thế ha. Đó anh em xem nè, nó vẫn mỏng nha.
dây đó mà chặt gì đó anh em thấy không? Rồi, tức là cái búa này mình binh hết mình rồi ha. Rồi cái búa này vậy, rồi giờ chỉ là mài nữa là lụm anh em ha. Rồi ok. Em trai rồi ha em trai. Quên nó nhanh nữa. Quên cái nhanh nhanh nữa. Em làm gì nhắc vợ tôi hoài không nổi. Ông với nó sao này nọ. Đó giờ có biết mặt nhau đâu. Rồi. Ok em trai ha. Đó. Rồi ok hai búa em có thể qua lễ rồi em lấy được rồi ha. Đó, chỉ qua chỉ mài sơ là lụm mà ha. Đó là xong, mép mình làm thông hết trơn rồi là vậy chỉ là xong thôi. Đó. Rồi tiếp tới mình sẽ làm tới làm giá nha anh em. Không biết anh làm không biết anh thôi, sắp tới làm giá đi, nấu vậy đi chứ để có dùng vô quá. Thôi vậy mình cũng xin xuống bếp đây. Rồi đồ em trai rồi đó. Rồi thôi vậy mình cũng chào anh em hết nha. Rồi.